Ta vâng, anh xin ta vâng, ta tôn tu. Tôn tu ra. Tiết ra đeo đủ này, nào súp ba đeo đủ nhá. Súp ba đeo đủ mùi tù ấy. À, ba thương con. Ba tin con. Vì con giống mẹ. Mẹ thương con. Vì con giống ba. Cả nhà ta. Cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ. Gần nhau là cười. Ba ma nào, ba ma nào. Ya bota tadi. Ya bota tadi. Ya. Ya bota tadi. Tadrubeng. Tony. Xin chào mọi người, mình là Quyết Bonito. Hai vợ chồng mình vừa xuống dưới này xong thì thấy Antonio với Maria đang ngoài kia dọn đỗ xanh kìa. Đây, nóng quá. Này, Tony mang vào này, cắt đi. Bột đa đen rồi nhá. Nay trời đang ẩm ẩm ương ương. Đi ra ngoài kia xem các bạn làm gì đi. Cái gì? Tên kế? U nhà. Tên kế? À, u nhà. Ui dồi ôi, cái gì đây? À, chắc là bị bong hết rồi, bị bong móng. Chắc là bà đi bà đá linh tinh, chắc là bong cái móng chân. Tay inflama sao? Ừ. Nga ta bong nhá. Dồi ôi. Tên cứ toma medicamento. Đó, rồi. Vườn rau hôm nay thời tiết ở đây buổi chiều nhưng mà chưa tối đâu, mà chưa chiều tối đâu mọi người, mà trời hơi âm u một tí này. Thời tiết thế này rất là ủng hộ với các bạn ấy, dạo này mưa nhỏ rất là nhiều mọi người ạ. Đó, ở đây năm ngoái là chỗ trồng lạc, năm nay thì các bạn ấy chuyển sang thay đổi đi đấy, là trồng cà chua. Trước là trồng ngô và trồng lạc ở đây mọi người ạ. Đất năm nay rất là tươi xốp. Cà chua này thì mới trồng, còn bên này rau cải thì Quỳnh đã nhìn thấy rồi, xanh ngắt rồi. Bên kia thì khả năng là sẽ rau này lớn một tí là mình sẽ nhổ ra ăn được thôi mọi người ạ. Chỗ này là gieo cái đấy khoảng tuần nữa là nhổ ra ăn thoải mái. Vâng. Đó, các bạn trồng sớm nên là có rau ăn sớm. Cái này sau lên cũng sẽ đẹp này. Đây là rau muống các bạn năm nay trồng rất là nhiều. Quỳnh thấy nếu mà mưa cứ tiếp tục mưa đều như thế này thì vô tư là các bạn chỉ dọn cỏ và bón phân vào thôi. Rất là đẹp đấy. Phát tì này, ngoài phát này tì, cứ đi vỗ đít mình. Ô đỗ đã vun rồi đấy à? Đang vun đây, hai bạn đang vun đây. Đây. Đang vun luôn đây. Để ra xem nào. Tốt đây. Quá, năm nay không bị chậm. Tốt quá. Phát tì bảo tốt quá. Xinh, tốt quá. Đó, chỗ này là trồng khoảng cách ok này. Có cái đoạn nào nhưng mà đẹp. Bảo Antonio phải tỉa bớt đi. Phải tỉa bớt chỗ kia đi. Ừ, mới ngắt lá dần đi là vừa. Nhìn thế này không mấy nữa là đã ra quả. Chỗ này đánh chữ Việt Nam thì các bạn gieo dày quá. Gieo dày quá, muốn cho nó lên màu đẹp đây này. Đấy. Chỗ này chỉ là gieo chơi thôi mọi người. Chỗ này Antonio gieo ra gieo chơi đánh chữ rồi. Thanh niên này cũng văn nghệ sĩ ấy. Đó, hai vợ chồng bạn đang làm này. Vota di Tatrubeng, Gustavo. On the grosso que arranca, ya. Ali, la du ma Maria mete muito grosso. Thank you arranca mai, ya. Ở đấy này. Maria trồng hơi dày, bảo Maria phải tỉa bớt đi. Maria xấu hổ, Maria cười tủm tỉm. vẫn bị cái đỗ xanh này cũng không sợ mọi người, bởi vì cái đỗ xanh này nó cũng không phải là cái đỗ cao đấy, nó không cao. Mete strumbu tam bệnh nhá. Sinh, nam mete strumbu. Ê, você. Anh đã tên strumbu. Anh mete, vun xong hết rồi còn đâu. Thì còn chỗ này thì cũng phải làm nốt con đằng sau nữa này. On the anh đam mê tê strumbu, anh ta tâm anh mê tê strumbu nhá. Para anh ấy kể xây cái cement grosso. Mình không dặn các bạn ấy, thế nhưng mà các bạn ấy thấy như này là các bạn đã vun sới lên rồi. Cái này cũng là được rồi này, chẳng mấy mà đã ra quả rồi này. Cao dày quá anh ạ, giờ nhổ thì tiếc. Vãi phân vào, không việc gì đâu. Không phải phân vào, không việc gì. Thôi ở đây mình trồng một mình nó thì mình hy vọng là nó sẽ không sao, không sao. Nhé. Cái này thực ra dày nhưng mà cũng không quá là dày đâu. Phải, bởi vì là cái đỗ này nó không phải là đỗ cao mà.
Đỗ này nó không cao cho nên không sợ. Không cao mới mình trồng cứ riêng. Cứ vài phân vào là được. Trồng riêng. Cứ để xem, để mình đánh cược với khán giả xem là phát này có được ăn không. Úi dồi, chỗ này Quỳnh nhìn Quỳnh thấy mọi khó người chịu trồng nữa. Các bạn ấy trồng rất là dày này. Ngứa ngáy quá đấy, ngứa ngáy tay chân quá. Phải tỉa đi, nhìn nó lưa thưa thôi. Vì bây giờ nó mới bắt đầu lên đấy. Sau nó lên lá của nó sẽ rậm, nó sẽ chật kín ở đây luôn mọi người. Cái bên này thì phải tỉa này. Bên này phải tỉa, sợ nhưng cái bên quá. Kia không cần tỉa. Quỳnh tỉa đi, Quỳnh tỉa đi. Nhổ đi cho Maria tiếc. Trong... Ôi, hễ mà tiếc rồi sao cũng chẳng có mà thu hoạch gì đây chứ lại. Không, chỉ có chỗ này thôi, chỗ này Maria bị quá tay thôi. Ừ. Nhổ đi thôi. Vụ năm ngoái cũng đã một lần rồi, các bạn ấy cũng đã làm rồi. Như ở bên này độ dày ở bên này thì thoải mái để được này mọi người này, không cần này. Năm ngoái là Maria là mới lại bạn Dê, mới lại có một bạn. Các bạn ấy làm chỗ này đi tỉa đi. Ở trên trên đồng đấy, à trên đồi đấy anh. Là cũng bị dày đây này, xong rồi các bạn ấy về sau tiếc không nhổ, về sau cũng được ít quả cái thôi. Cái này giữ gọn lại tí cho dê ăn này. Vâng. Bỏ gọn hết vào tí cho dê ăn. Cú này ăn không mà ra đây. Ăn không? Thôi em nhổ chơi chơi vậy thôi chứ để tí Maria nhổ. Đây em nhổ một dãy này xem có bị nhiều không. Maria lưa thưa này thôi. Aquí también precisa disminuir un poco más un poco. ¿Tú en Nelson está boa? Está, también, está la. ¿Está capa? Sí. ¿Está casi acaba él? No sé. ¿Hace todo el tiempo você fica aquí? Sí, fica aquí. Nay cả hai vợ chồng bạn ấy cả ngày ở đây để dọn lên vun sới vun đỗ. Bây giờ vun là hợp này, tại vì sau rồi sẽ mưa đấy. Khi mà... Thôi cứ để cho bạn đi vun vãi phân, vun đi xong tí nữa nhổ sau một loạt đấy mà. Vâng. Hai vợ chồng vun rất là đẹp đây, mọi người này. Chồng chuẩn không phải chỉnh luôn rồi. Bây giờ các bạn làm rất là đẹp, chỉ có mỗi cái chỗ đậu xanh này đợt này bạn gieo nó hơi bị lỗi một tí thôi. Hơi dày một tí. Mà sao không đều nhỉ, có cái chỗ nào bạn ấy gieo đều thế? Ở bên cạnh này thì đều này, thì đẹp này. Cả bên cái đám to này thì là được này. Bên đấy là hình như là cái lúc mà có anh đang ở đấy. Chết rồi. Thôi. Nói chung là cái khả năng các bạn căn chỉnh nó vẫn chưa được ok lắm mà. Áng chừng không được ok. Cảm giác thả xuống lại thấy thiếu thiếu chưa gì đây. Để giữ hết trong tí mang đi cho dê ăn. Dê này lại được một bữa ngon lành thôi đấy. Nên nó lưa thưa như này thì là ok. Quá dày. À, bạn gieo xong bây giờ nó còn đầy hạt giống mà. Đây là hạt các bạn ấy để lại từ năm ngoái này, đậu xanh này. Chỗ này tẹo nó để cầm cái cho dây ăn. Đây xem bây giờ kiểm tra trình độ gieo luống của Maria, vun của Maria xem. Bây giờ vun đất này khá là chuyên nghiệp rồi đấy. Đây là mọi năm, năm ngoái là khi mà mình xuống là mình phải làm thế nào mình đều phải thử. Năm nay nhàn hẳn rồi mọi người ạ. Nhưng mà cái quan trọng là các bạn lại quên bỏ phân. Chỉ có điều là quên bỏ phân thôi. Quên bỏ phân. Khả năng là không còn nhiều phân nữa hay là thế nào? Đây, đang còn nhiều phân mà. Antonio, ¿por qué es que se no mete trumbo? ¿Con qué? ¿Guma? Cuando mete animal fica más grosso. À. Thế bạn nghĩ là năm ngoái không bỏ phân nên năm nay bạn không bỏ. À đúng rồi. Más que cuando você mete es boa. Poco nhé. Mete su poco. Thế là năm ngoái mình chỉ bón cho lạc với cho. Đúng rồi, năm ngoái đỗ xanh này không bỏ phân luôn. Ok. Cho nó ít phân vào thì nó sau này hạt cứ thứ nó chắc ấy. Vâng. Khỏe. Củ cải nhỉ, mình có bỏ này. Ừ. Lạc mình cũng có bỏ. Còn mỗi đỗ xanh này đợt trước là trồng lúc đấy là chưa mua phân, chưa bỏ, vâng. Chưa bỏ phân. Vâng. Này hơi nhiều đấy ta. Anh bỏ cho bạn đi. Vô sẽ run ta đi. Run ta đi vô phần rồi. B
Bây giờ mình bỏ xong là tí nữa các bạn ấy vun đất vào phát là nó ok hết ấy mà. Tối nay kiểu gì lại có mưa ấy mà. Oggi Antonio passa nel terreno do Tom e Nelson. No, non tanto. Oggi now. No. Aqui muito ocupado. Sì. Ném đây một tí nữa các bạn ấy vun đất và nó vào hết mà. Nó vào gốc hết mà. Năm nay vườn rau, vườn đỗ nhà các bạn, đỗ xanh nhà các bạn ấy không có cỏ mọi người ạ. Hầu như là không có, rất là ít luôn. Người xem này, những cái chỗ mà vun lên nhìn cũng đẹp nhá, mà cái chỗ chưa vun này nhìn cũng không thấy có, nó không bị lộn xộn, nó không bị nhiều cỏ đâu mọi người. Đó. Mặc dù là đất mới khai hoang một năm mà bây giờ nhìn nó nhuần nhuyễn giống như là đồng ruộng rồi đấy mọi người. Giống quá ấy. Nó là ruộng rồi gì nữa. Là ruộng rồi. Đó. Mà nếu mà các bạn không canh tác, các bạn để nguyên hoặc là bỏ phí ấy. Người thì không có việc làm, xong rồi đất thì bỏ phí, rất là lãng phí mọi người ạ. Cứ bỏ phân nhanh thế. Ừ. Năm nay cây trồng nhà các bạn là cỏ không kịp lên. Đỗ lên nhanh hơn và cỏ đang lún phún không kịp lên luôn mọi người. Bây giờ đang lún phún đi lên, các bạn lại cùng vun gốc nữa. Thế là cỏ không có cơ hội để phát triển. Anh Quyết nhỉ? Ừ. Sạch sẽ, tinh tươm. Ở đây nhà bạn ấy làm cái vườn chỗ này là dân làng, người dân ở trong xóm rừng cũng được sạch sẽ cùng nhé mọi người nhé. Không, nếu mà để đây mà để trước đây là cỏ rậm, mọi người đi vào trong này nhìn trông rất là khổ. Lối đi vào hai bên là toàn là cây dại thôi. Như từ năm ngoái đến năm nay thì khu này thành vườn cây vừa đẹp, vừa sạch sẽ, lại còn vừa có thu hoạch nữa. Đó. Maria thì giờ làm không biết mệt là gì. Chỉ có việc gì bận thì bạn lại nghỉ thôi. Còn bạn ấy giờ không biết mệt, không biết ốm. Làm thường xuyên như này môi trường ăn ở cũng sạch sẽ hơn. Và bạn ấy bây giờ thì bạn ấy trộm vía là dạo gần đây đỡ thuốc đi bao nhiêu rồi. Mọi lần là ốm là toàn ốm cả nhà luôn. Anh Quyết nhờ? Ốm Maria là ốm toàn ốm. Metestrum buvosem juntala. Có một số khán giả cũng có comment bảo là nhà các bạn ấy làm nhiều thế này sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn ấy. Rồi thì làm như thế thì sợ thì các bạn ấy sẽ bị kiểu quá sức từ nao lực ấy mọi người. Chính nhưng mà mọi người sẽ thấy là cái tần suất là trên video nhà mình mang thuốc xuống cho gia đình các bạn là đỡ hơn hẳn so với lại thời gian đầu mà mới gặp hai vợ chồng mình nhá mọi người nhá. Đây là khi mà lao đỡ các bạn lao động đều đặn thì càng ngày càng khỏe ra đấy mọi người. Hơn nữa lại còn có tiền lương rồi thì có những cái thu hoạch, những cái phần thu hoạch của rau củ trong nhà này. Nên là cũng cải thiện đồ ăn uống, cải thiện rất là nhiều. Rồi môi trường sống từ nhà cửa, sân vườn rồi thì nước non cũng sạch sẽ hơn đấy mọi người. Lao động nhiều, thông minh ra. Lao động nhiều các bạn lại nhanh nhẹn hơn, thông minh ra, yêu đời hơn, vui vẻ hơn nhé mọi người nhé.
Thật ra chơi thì cũng là tốt đấy, nhưng mà thỉnh thoảng thôi, nó giải stress thì tốt thôi, chứ ngày nào cũng chơi là lại bệnh hơn ấy. Ngày nào cũng chơi, ngày nào cũng nhịn đói thì lại thành bệnh. Chơi đã chơi rồi xong lại còn không có gì để ăn đấy mọi người. Đấy, thế bữa đói bữa no rất là, xong rồi nó buồn rầu. Bây giờ nhìn các bạn ấy nhanh nhẹn, năng động, thông minh hơn, làm khéo tay hơn. Nhưng nhìn như của Maria là mọi người thấy là trường hợp điển hình nhất. Càng làm bạn ấy càng thấy vui vẻ mọi người ạ. Đó. Nào, mình đi ra chỗ của Maria nhé. Antonio thì khỏi phải nói rồi. Anh Quyết ơi, bảo Antonio thì khỏi phải nói rồi. Maria vừa đang khen Maria xong, thấy Maria hơi bị ngốc. Hết cái đường bên này bạn quay lưng, bạn ấy cũng làm giải này xong hình chữ rích rắc luôn cũng được mà. Bạn lại phải bắt đầu từ đầu đằng này. Đó. Quỳnh đến gần chỗ Maria xem. Xì tay bạn em à, bạn em ăn mặc khi mà làm nương. Đất tơi xốp không? Mọi người nhìn. Ôi, đất tơi. Nhìn thích không? Thế này cỏ. Còn cây cỏ nào còn sót lại chúng ta sẽ cũng sẽ là nhổ luôn. Đấy đấy, Maria làm nhanh. Mà đất cũng tơi xốp nên là thành ra bạn ấy làm nó cũng nhẹ nhàng thôi đấy. Chỉ cần đưa qua, đưa ra rãnh qua là được. Đưa ra. Xin Maria, come sta qui? Xin. A qui? Cabeza. Gira. Maria. Nào, gira. Maria, soy muy fácil. Nào, vai fazer. Hacer demorar, güey. Nào, pode fazer assim. Assim mais bom. Hai bên mà cũng như nhau mà. Maria, aquí igual a Kelly. Vida sim. Anda. Sim. Assim foi mais difícil. Pode fazer. Assim demora muito. Boa tarde. Boa tarde. Não tem problema. Depois você vai fazer também. Cho đỡ phải đứng lên đứng xuống bạn ấy, xong đi bộ một đoạn vòng lại mất thời gian rồi đau lưng thêm. Boa tarde, obrigado. Esse é que? Mano. Água de cacimba. Ah, ok, tá bem. Cụ ở trong xóm rừng là đi lấy nước về mọi người. Bạn ấy rất nhanh tay, nhanh mắt, nhìn thấy cây cỏ biết nhổ đi luôn ấy. Rồi, một vòng anh Quyết đã rắc phân đủ hết luôn rồi. Hết chỗ khu này. Hai bạn ấy làm không kịp đâu mọi người. Nhanh không? Nhanh. Bây giờ tranh thủ để đây để cho hai vợ chồng bạn làm thì mình đi qua chỗ Tông với Nhau Sơn xem là bên đấy là thế nào đi. Vâng. Đi qua chỗ bạn các bạn ấy. Để xong rồi sau này, sau các bạn vun xong nhá, là Maria phải đến kia nhổ hết những tỉa thưa những chỗ kia ra. Chỗ này thì hơi dày một tí nhưng dày chỗ này chấp nhận được, dày chỗ kia thì hơi dày quá kìa. Nên là bạn ấy, để lát nữa xong rồi bạn sẽ tỉa lại sau nhá. Chúng ta đi chỗ qua chỗ Tông với Neo Sơn xem thế nào. Sắn đây lên đẹp lắm rồi này. Đây, bên này là sắn. Hai hàng sắn lên quá đẹp ấy. Rất tuyệt vời luôn. Chỗ này nó lại có nhiều ấy thế. Chỗ nào mà sau nó nhiều cây thì bảo các bạn tỉa bớt nữa đi. Chỗ này như dặn thêm vào thế. Mới một tháng mưa nhỉ. Hình như chỗ này Antonio Maria dặn thêm vào này. Đây. Hai cây bị tụt. Đây. Bên này năm nay không ai trồng gì mọi người.
Năm ngoái có cụ ở trong xóm rừng có trồng bên này một ít lạc, mà thu hoạch cũng không được mấy nên là năm nay chắc cụ thôi rồi. Bà cụ mà chân bị đau ấy. Anh ơi, tí nữa lên xem cỏ không nhỉ? Cỏ à? Cỏ Thái. Ừ, tí xem sao. Còn nhiều chỗ em cần phải xem lắm, một ngày đi xem không kịp. Ngày đi xem không hết, không kịp, chỉ đi xuống thăm thôi. Nói bảo một ngày là quá, bảo buổi chiều mình đi xuống là xem không kịp. Mình vì mình chỉ xuống thế này được một lúc thôi. Mỗi ngày xem một ít thôi. Thì vậy. Tức là cái khoảng thời gian mình chỉ có đi từ trên này xuống để đi tham quan thôi đây. Ừ. Nói chung là đi lại khá là nhiều ấy mọi người ạ. Coi như là thể dục. Thể dục cho khỏe hơn. Bà ta đi. Bà ta đi. Dạ, tôi bên. À, bà ta đi, bà ta đi. Como? Dạ, está bem. À, sim, está corre bem. Essa tá fazendo o quê? Faz o quê? Pule, vai lá. Para não ter muito lixo no canteiro. Ah, ok, já. Đây, hiện tại là các bạn ấy đang cuốc đất cả nhà nhé. Chắc là hôm qua dọn lại cái khu vực đất này, nên là trông sạch sẽ này. Nên là cái việc cuốc đất thì nó mới chậm lại một tí này. Cái gì đây? Quả xoài. Tưởng sợ về con gì. Tất cả đất chỗ này là các bạn ấy chắc là hôm qua dọn. Hôm qua dọn, tại vì hôm qua mình không xuống. Mình không xuống. Thế là các bạn ở đây dọn đất đã. Quando vai que termina de essa? De cavar? De cavar até lá em cima. Sim. São três dias. Três dias? Sim. É muito. Đôi đi sổ, đôi mail nào. Ông kia còn ra hiện 2 ngày rưỡi. Được ạ. Mà cả nhanh đấy. Cái chỗ đất mà các bạn ấy cuốc để trồng lạc kia mọi người kìa. Thì mới chỉ có 1 phần mấy đấy. Khoảng tầm 1 phần 5, 1 phần 4 của cái đất này thôi nhé mọi người ạ. Còn một nửa cái phía đất bên này này. Một nửa phía đất bên này là chưa làm gì cả. Dọc về phía đằng sau cameraman nữa. Dọc về phía sau kia kìa. Lên trên này. Là đấy chưa làm gì cả. Đất khá là rộng. Chỗ này phải đến hơn 1 hectare chứ không ít đâu. Ra xây. On đi. Aqui também. À, đi người. Xem nào. Cô Nhê, các bạn bản lạc ở đây lên đồ đi xem là lạc nào. Gracias, Mino. Ồ. Đó mọi người mới ra có mới xem video hôm trước là gieo hạt cùng với cái máy đấy mọi người. Đây trên mảnh đất nhà các bạn. Ui. Cho mọi người xem này. Con này nó to khủng đấy. Thôi, kinh quá. To chưa bà? Ở đây rất là nhiều cái con này nhé. Con này không biết là nó cắn không có độc không? Độc đấy, ngứa đấy. Ghê quá. Đấy. Rất nhiều. Ui này. Cuốn chiếu đấy mọi người. Không phải cuốn chiếu. Họ hàng nhà cuốn chiếu đấy. Họ hàng cuốn chiếu. Đâu xem là các bạn bảo lên rồi. Thì chỗ này mới trồng chắc chưa lên. Nhưng mà là cái bên này thì lên rồi này. Thế thì là cái bên nhà Antonio chắc là lên cao nên tốt lắm bởi. Mình còn chưa đi xem được mọi người. Tranh thủ xuống dưới này xong xem đây, độ lạc rồi. Bắt đầu lên rồi. Đúng là đang bắt đầu lên này, đang đẩy lên này này, lên tiếp này. Tục trời mà mưa thêm âm u và mưa thêm như thế này thì sẽ nhanh lên lắm. Đây, bên này. Cái cây này là cây cỏ anh? Ừ, cỏ đấy em. Cỏ mà lên trông giống như rau cải vậy. Rau cải. Lạc đang bắt đầu lên rồi nhá. Thế thì lạc nhà Antonio chắc ra lá hết rồi. Ui. Thẳng tắp lên trên này. Chắc là ngày mai đi xem đi review bên nhà Antonio xem thế nào, tình hình thế nào. Này, toàn bộ đất bên này nữa này mọi người này. Đất bên này nữa này. Đất bên này nữa thì bây giờ sắn đang còn lên lại này. Này. Đất sắn ở trong này. Sắn bên này giờ. Là đất nhà ai vậy? Đất nhà mình thuê đây. Vậy mà còn sắn mà không người ta không nhổ à? Đang còn đây cơ mà. Còn nha, từ cái chỗ đây lạc nha. Lên tít lên trên kia cả, lên trên phía trên dốc đồi kia cả. Đất rất là rộng, làm không kịp.
Đây, đây, đây. Ôi trời ơi. Không kịp đâu. Nguyên cái chỗ trồng lạc này đã mấy sào rồi. Nhìn như thế này giống như là chơi sân gôn vậy. Trùng trùng điệp điệp. Ngô như hiện lên tốt lắm rồi. Bây giờ phải sắp xếp thời gian để đi vun ngô nữa cơ. Chết dở vậy. Đi lên xem ngô của các bạn xem hôm nay có khác gì tiến triển thêm nữa không đây này. Rai mun đun đùi. Mun đun đùi xin cơm em muito bom nhé. Muito bem grande. Ở đây vẫn còn đầy sắn này anh. Ừ, đầy sắn mà em cuốc đến đâu thì các bạn thu hoạch đến đấy mà. Ôi trời ơi. Không biết là cái chủ nhà này họ trồng lên cho vui vậy. Đến lúc thu hoạch cũng không cần thu hoạch luôn. Mọi người thấy ở bên này đất rộng rộng vô kể luôn ấy. Họ cho mình thuê thôi, mình có công mình cuốc đất cho họ thì họ để lại sắn cho mình. Quay cho mọi người xem đây là lá sâm đất này, mình sẽ hái một ít tí nữa để về ăn này. Tối nay về luộc ăn này hoặc nấu canh ăn này. Đấy. Mùa này cái lá sâm đất này rất là nhiều nhé, cực kỳ nhiều cái lá sâm đất luôn đấy. Dọc cái đường bên cạnh nhà Antonio cũng có rất là nhiều. Thôi mình hái đây một ít trong tí nữa đi một dọc đấy. Tiện đây để mình hái mình quay cho mọi người xem trước thôi. Đây đây này. Nhiều lắm. Đây này mọi người. Ở trên này nó sẽ sạch thôi, mọi người yên tâm nè. Không bị dẫm lên hay là gì cả. Ông Tổng với ông Nelson ông đi cuốc đất đấy, ông dẫm suốt đi chảy. Chứ ông chưa cuốc đến đây trên này. Ừ. Ông đi phát cỏ ông dẫm bao nhiêu lần rồi đấy. Này mọi người này, động tay vào một tí đã được khá là nhiều này. Đây, nó có cả hoa nữa. Hoa màu hồng hồng. Ôi nhanh lên rồi thật đấy. Ở trên đấy đã trồng ngô rồi à? Ừ. Thế mọi người mấy lần em xuống đây em không thấy ngô à? À em nhớ trồng rồi, lần đầu tiên em lên. Ừ. Xong em cũng không lên trên này hẳn. Ngô nó lên tốt thế này. Ngô này. Giờ chỉ ta sắp tiếp thời gian để dọn dẹp thôi. Ngắm. Ui, ngô này. Nhanh nhở, nó lên 5-6 lá thật rồi đấy. Đây này, 1 này, 2, 3, 3 lá thật. Anh ạ. Tính thêm cái này nữa thì là gì này, hai cây một lên hết mọi người nhá. Chất lượng hạt giống ok đây này, cứ gieo hai hạt là lên hai hạt. Ở đây thì các bạn bị trồng hơi thưa thôi, lần này các bạn bị trồng hơi thưa. Không, như này là ăn rồi anh ạ. Cái này được ăn rồi đây. Không, có chỗ này thì đủ này, chỗ này thì đúng, nhưng mà trên kia thì hơi thưa một tí kìa. Trên kia đó hả? Ừ, anh đi khảo sát hết rồi, có chỗ nào mà anh không biết đâu. Chỗ này thì có vẻ như là lúc trồng có vẻ của anh Quyết ở đây đúng không? Không, đây là Nelson Maria trồng chỗ này này. Yeah. Đẹp quá nhỉ. Cây chỗ như cứ như này là lên được là được này. Mà trồng ngô như vậy nhàn hơn là trồng lạc, vì không phải làm đất mọi người ạ. Sao mấy bữa nữa phải vun cỏ cái chàng. Nhưng mà sao sẽ vun cỏ? Như này chẳng mấy mà sẽ được vun gốc rồi bón phân thôi đây mọi người. Nên một tí nữa là mình sẽ vun gốc bón phân được rồi. Đi, ta đi xuống đi. Thời gian không có thời gian để ngồi buồn đâu mọi người. Tất cả cái chỗ đất bên này là các bạn chưa dọn đâu đây này. Đâu, đây, bên này. Đấy, các bạn ấy đang cuốc từ dưới đấy, đổ lên bên này. Bên kia là nhà bà Gida cuốc rồi nhá. Từ cái chỗ cuốc đấy, đất rồi đấy, đổ sang bên này là của các bạn hết đấy. Thế xong là từ cái chỗ mà ranh giới ở dưới kia, chạy sang bên kia là của các bạn hết đấy. Muốn làm sao làm, đất rộng thì muốn sao làm. Mình chỉ việc xuống thì thúc vào đít thôi. Xem là ông nào chạy nhanh thì ông đấy được ăn. Você não come, vou comer tudo. Essa é bem boa. Các bạn ấy đang hỏi là nó có giống với lại em chưa? Como? Água. Come tudo. Ferver também dá comer. Sô phê về tâm bình đã come con xa lì. Rất nhanh mọi người, rất nhanh. Rất là nhiều đây, còn rất là nhiều này. Nhưng mình sẽ từ từ đi chọn những cái chỗ ngon. Công arroz, con fungi, tâm bình đã. Sim. Pode cozinhar com xixi pia.
Cái này mình nấu với lại chân giò càng ngon. Mình vừa có cầm một ít chân giò xuống cho các bạn ấy mà. Cái này xào ăn cũng tuyệt vời này. Hoặc luộc lên. Xào ăn vẫn rau dại. Để xào các bạn ấy, nói chung cái này nó cũng có chất dinh dưỡng nhiều mà. Ở đây nhiều thế này. Cái rau dại đấy. Cái này là sâm đất. Chỗ này nhiều thế. Đây này. Wow, đầy đấy. Sợ rắn này. Chỗ này các bạn ấy sẽ đốt lên à? Hay là... Ừ, sẽ đốt hết đi. Bên này cái củi, cái gỗ củi này nhiều lắm mọi người. Nếu các bạn đi đun các bạn sẽ lấy cảnh to cơ. Các bạn thì chỉ thích gỗ to là các bạn đỡ gỗ phải đẩy bếp. Mà lại còn khô rồi nữa cơ. Đi, bây giờ chúng ta đi về nhé. Đi về nhé, đi về để xem vợ chồng Antonio làm thế nào. Để nói cho mọi người dễ hình dung về cái điều kiện tự nhiên ở bên này ấy. Thì có thể so sánh là mọi người có ai từng đi rừng Cúc Phương ấy. Quỳnh gần đây nhất là Quỳnh có đi rừng Cúc Phương. Thì mọi người sẽ biết là ở đây rừng nó như thế nào nhé. Nó giống như ở trong đấy đó. Đất mùn này và cây cối là vẫn còn nguyên sơ đấy. Bây giờ các bạn ấy phải khai hoang để các bạn ấy trồng, để trồng cây để kiếm sống. Chứ không gọi là phá rừng thì cũng không phải là phá rừng đâu mọi người. Đây là đồi nương rẫy thôi. Đây là khai hoang. Ta phải dạy kể. Cây to, những cái cây to gặp rất là nhiều. Ví dụ cái cây trước mặt bọn mình này. Đó, cũng là to và lâu năm này. Đi, đây, để cho đây, các bạn như nào thì chúng ta đi về bên phía nhà Antonio đi. Tenta faze mai happy đùi á. Ông đi cắt lá chuối cho mình đùm kìa. Có bảo đâu. Ông thấy mình cầm được, cắt lá chuối cho mình đùm. Ta faze kể. Tông. Em thấy kìa. Bôi là rau bí anh nhỉ? Ok, obrigado nhá. Dạ. Ok, đi nhá mọi người nhá. Dạ, mai nha nhá. Rồi, tạm biệt, tạm biệt. Ok. Fazer rápido, ya. No atrasado. Macunde verde. Sim, pode ser. Mas fazer ainda, cava ainda. Na casa Antonio ainda tem muito. Đấy, các bạn ấy thích trồng đậu xanh vào đấy đấy. Bảo nhà Maria bây giờ nó còn đầy, cứ làm xong đất đi. Các ông cứ làm xong đất đi thì trồng cái gì bảo cũng được. Gì cũng có. Nếu mà các bạn ấy trồng làm đất muộn muộn một chút thì trồng đậu xanh là trồng đỗ xanh là hợp lý đấy anh Quyết. Ừ. Thời gian nó ngắn. Thời gian sẽ ngắn hơn. Mà đậu xanh về sau, giai đoạn về sau nó cũng không quá là cần nhiều nước đấy mọi người. Đó. Yên tâm, cứ cái đấy vào trồng đỗ xanh là vẫn thoải mái mà. Nói chung là cứ ra sản phẩm đi, kể cả mình bán được lên luôn đai, mình bán cho các bạn, tiêu thụ cho các bạn ở xung quanh tỉnh ấy. Vẫn là vô tư, hoặc là các bạn có thể dùng làm bánh rồi thì nấu ăn, mình sẽ hướng dẫn. Đậu xanh rất là nhiều dinh dưỡng, tốt mà. Thời gian sinh trưởng lại ngắn. Thôi, tình hình thế thôi nhỉ mọi người nhỉ. Cái video hôm nay đi xuống thì xem chớp nhoáng xem mọi người, các bạn ấy làm thế nào. Hôm nay video tôi kết thúc ở đây nhé mọi người nhé. Mình bây giờ mình phải đi xem là có thêm một cái gì. Hay mà tí nữa mà có cái gì quay thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Rồi, thế video đây là kết thúc nhá. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.